Vâng, hello Điện tử Tám Hoa xin kính chào các bác và toàn thể anh em. Trở lại clip buổi chiều ngày 1 tháng 11 năm 2020. Vâng, bên em tiếp tục lên sóng và giới thiệu test chất âm của một dòng loa DK đen kinh. Vâng, thì ngày hôm qua ngày 31 tháng 10 năm 2020 bên em về được 4 cặp. Thì em có một cái clip về nội thất của một dòng loa DK đen kinh KH12. Vâng, đây là một dòng loa có tên là DK đen kinh. Mã sản phẩm là KH12, công suất 350W mỗi thùng, với độ nhạy là 97 dB, trở kháng của loa là 8 ohm. Vâng, thùng gỗ sơn sần màu đen. Ok. Với cấu trúc của dòng loa DK đen kinh KH12 thì được sở hữu một chiếc bát 30 và một tép từ leo. Bát được sở hữu một chiếc từ có đường kính là 18 cm, côn 76 anh em nhé. Màng là chống nước rất ok. Tiếng bát của dòng DK đen kinh KH12 đánh rất là sâu và mềm anh em nhé. Tép lẩy, vâng, lời ca rất là bay. Vâng, thì hôm nay bên em cũng xin làm một cái clip test âm và cũng là báo giá cho các bác cũng như toàn thể anh em chúng ta nắm được giá của cặp loa DK đen kinh KH12 sở hữu một bát 30 có giá 8.800.000 đồng. Vâng, bên em cam kết những cặp loa bên em tuyển chọn zin đét 100%, bao zin bao đẹp cho anh em KH12. Ok, bây giờ xin mời các bác cũng như toàn thể anh em chúng ta trải nghiệm chất âm của một dòng loa bãi xịn thương hiệu Anh Quốc DK đen kinh. Và mọi nhu cầu mua sắm các bác cũng như toàn thể anh em hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Tiếng bát đánh rất mềm anh em nhé.